tại mình tên là Đinh Huy Thông. Mình học ở trường Nguyễn Khuyến cơ sở 4. Mình chọn thi trên máy tính là vì thứ nhất là mình đã máy tính mình dễ hơn là mình viết, dễ dàng là dễ dàng sửa này, dễ dàng là phải ghi chép hơn là mình nhìn tay. Thứ hai là nếu mà mình đánh máy tính thì sẽ đỡ cho cái người chấm hơn, tại vì chữ mình làm nó cũng không được đẹp lắm. Thấy thì mình thích ở cái phần reading hơn, tại vì nếu như ở cái phần mà mình đã luyện ấy, là sẽ là cái phần reading sẽ một bên và cái phần exercise nó một bên khác, nên là mỗi lần mình làm vậy mình phải đối chiếu qua đối chiếu lại. Nhưng mà ở trên máy tính thì hai cái này nó nằm song song với nhau, mình chỉ cần vừa đọc vừa đánh mạnh là đã có. Phần copy paste thì nó ở trên đó là sáng nay mình cũng xài cái phần đó để đỡ đánh. Giám thị thì rất là friendly, nói chung là rất tận cần chú đáo. Chẳng hạn như sáng nay thì mình không biết làm cách nào để mà vô được cái mã để thi, thì giám thị đã làm